Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc đồng hồ sport giá rẻ trên Shopee nhé. Nói qua về chiếc đồng hồ này thì có một mức giá rẻ, nên là đồng hồ có thiết kế hầu hết đều bằng nhựa. Các bạn thấy không? Vỏ thì nhựa cứng này, dây cao su này, cả cái khóa này đều bằng nhựa các bạn nhé. Đồng hồ này thì có 4 nút điều khiển chính là nút Light này, Mode này, Start và nút Reset. Line này là chỉnh đèn của đồng hồ nhé. Nút mode này là để chuyển qua lại giữa các chế độ trên đồng hồ. Đây các bạn ấn một lần này, hai lần này, đây là hẹn giờ báo thức này, đây là chỉnh giờ này, ấn tiếp là về màn hình chính của đồng hồ. Nút start, nút start này các bạn ấn nhé, ấn và giữ thì sẽ hiển thị tháng và ngày. Còn nút reset này các bạn ấn và giữ này thì sẽ hiển thị giờ báo thức của đồng hồ nhé. Các bạn thấy ở đây có nút chuông này, có chữ H này, 13 giờ chiều nhé, báo thức vào 13 giờ chiều. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh giờ của đồng hồ này trước nhé. Đầu tiên là nút mode này, các bạn ấn này, 1 này, 2, 3, ấn 3 lần nhé, thấy dây nhấp nháy không ạ? Thấy dây nhấp nháy thì các bạn ấn nút restart này, ấn nút reset thì sẽ thấy số phút nhấp nháy nhé. Ấn nút start này để chỉnh phút này. Cái này nó chỉ chỉnh được một chiều thôi, nhưng mà các bạn có thể ấn và giữ nhé. Ấn và giữ nó sẽ chạy liên tục. Nếu các bạn ấn quá thì các bạn giữ này. Đó, các bạn giữ, các bạn thấy không? Giữ nó sẽ chạy liên tục nhé. Tiếp theo chỉnh xong số phút thì các bạn ấn nút reset này để nó nhảy sang số giờ của đồng hồ nhá. Làm tương tự ở nút start này. Các bạn lưu ý nhá, nhìn khi chỉnh giờ ấy thì đây là dụ 9 giờ này, có chữ H này. Chữ H ở góc bên phải này nó là giờ 24 giờ nhá. Đó, 24 giờ thì nó sẽ nhảy đến số 24 luôn. Đó. Chỉnh hết 24 giờ thì lại quay lại từ đầu, lại là 12, 12 đây là chữ A nhá, chữ A là buổi sáng các bạn nhá. À, chỉ giờ 12 giờ trong ngày đấy, chữ A. Buổi sáng 5 giờ sáng đấy, các bạn ấn qua thì nó lại sang buổi chiều, chữ P. Các bạn sẽ thấy chữ P ở góc của đồng hồ. Đấy, khi các bạn để đây, nếu mà các bạn dừng lại ở đây thì nó sẽ hiển thị giờ 12 giờ. Sau giờ 12 nhá, còn giờ 24 các bạn cứ giữ đi, cứ giữ thì nó sẽ chạy hết từ 12 đến chạy giờ 24 đấy, nó sẽ đến chữ H ở đây. Đó. Tiếp theo các bạn chỉnh xong giờ rồi thì các bạn ấn nút reset này thì nó sẽ nhảy đây là ngày trước nhé, chỉnh ngày trước tháng sau. Ấn nút start để thay đổi ngày. Chỉnh xong rồi ấn nút reset, chuyển sang đây là chỉnh tháng nhé. Đó, chỉnh sáng. Tiếp theo nhấn reset một lần nữa là chỉnh các thứ trong tuần nhé. Ở phía trên các bạn thấy không? Ở phía trên này này. Đó, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Đó, chỉnh xong các bạn ấn reset nhé, nó sẽ trả lại ngay, trả lại màn hình chính của đồng hồ nhé. Đó, đấy, quay lại từ đầu ấy, bạn ấn tiếp thì nó sẽ quay lại từ đầu. Khi mà chỉnh xong hết thì các bạn ấn nút mode này. Đó, ấn nút mode này nó sẽ trở lại màn hình chính của đồng hồ nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt hẹn giờ báo thức của cái đồng hồ này nhé. Ở màn hình chính các bạn ấn mode 2 lần. Đây là mode lần nữa, bỏ qua lần thứ 2 này, các bạn thấy không ạ? Đây là giờ nó nhấp nháy đầu tiên nhé. Giờ nhấp nháy trước này các bạn. Nhấn nút start để thay đổi số giờ. Đây là 15 giờ nhé. Ấn nút reset này. Đó, để chỉnh phút. Ấn nút start này để thay đổi số phút nhé. Cũng làm tương tự như khi mình chỉnh thời gian của đồng hồ thôi. Rồi, ấn xong thì nó chỉ có số giờ và số phút thôi, nó sẽ đảo qua đảo lại hai cái này. Các bạn ấn xong thì ấn nút mode nhé. 15:13, mình sẽ thử chỉnh cái giờ này lên 15:13 cho các bạn xem. Đấy, để xem báo thức nó kêu thế nào nhé.
Vâng, cái sữa này. Nó chỉnh khoáng này. 15 giờ 12. Vâng, ok. Đó, đây, báo thức này. 15 giờ 13 nhá. Mình sẽ chờ xem. Các bạn thấy chuông không ạ? Chung là chuông nó cũng khá nhỏ thôi, nó không thể bằng các cái đồng hồ để bàn báo thức được. Chuông nó khá nhỏ, để gần thì mới nghe được rõ. Rồi. Đấy, ấn reset này để tắt chuông này. Nhưng mà báo thức nó vẫn còn nha các bạn nhé. Nếu mà để mà các bạn tắt hẳn đi ấy, tức là ngày mai nó không kêu nữa, thì các bạn giữ nút reset này. Sau đó ấn nút start này, các bạn thấy không? Cái chuông, hình chuông nó mất tích rồi này. Đây, nó mở lên này. Đấy, các bạn ấn nút start nó mất đi này. Mở lên này, đấy. Có thấy chuông ở đây thì báo thức nó vẫn còn cài đặt cho ngày hôm sau nhé. Tiếp theo là chức năng bấm giờ thể thao cho con đồng hồ này. Thì các bạn ở màn hình chính, các bạn ấn mode một lần này. À, các bạn thấy không? Tọa số 0 này. Thì cái này nó để đo giờ kiểu như các bạn chạy chẳng hạn thế. Ấn nút start để bắt đầu này. Bắt đầu đo này. À, ví dụ kết thúc quãng đường, các bạn ấn start một lần nữa thì nó dừng ở 7 giây. Nếu mà muốn đo lại từ đầu, các bạn ấn nút reset này. Còn nếu mà đồng hồ tiếp tục chạy, các bạn ấn nút start để tiếp tục chạy. Đó, nó sẽ chạy ở 7 giây đấy. Bạn ấn start, được chưa? Muốn về không thì ấn reset. Đó, trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai thì các bạn đo thời gian này, thì các bạn không ấn nút reset, bạn không ấn nút start thì bạn ấn nút reset nhá, nó sẽ dừng ở 8 giây. Ví dụ người đầu tiên chạy qua dừng ở 8 giây, người thứ hai chạy qua thì nó, người thứ hai chưa đến chẳng hạn thế, thì người ta sẽ vẫn đo, đồng hồ nó vẫn chạy nhá, đồng hồ vẫn chạy đấy, nó vẫn đấy, nó đầu tiên đến giờ nó chạy hết 26 giây rồi, 27 giây đấy. Tức là ấn cái này nó chỉ đo dừng tạm thời thôi, còn thời gian tổng nó vẫn chạy. Còn nếu các bạn muốn dừng thời gian tổng tiếp theo, các bạn ấn nút start này. Đó, thì thời gian tổng nó sẽ không chạy nữa. Các bạn ấn nút reset. Đó, nó sẽ dừng ở 42 giây là thời điểm mình ấn nút start. Được chưa? Nếu mà muốn ấn tiếp tục thì ấn start, hoặc là ấn nút reset để trả về không. Đó, mình ấn tiếp tục này, chạy này. Bạn thấy không? Nhấn một lần. Dừng. Đấy, nhấn lần 2, tiếp tục chạy. Mình nhấn cái này nhé, bạn reset đã dừng nhá. Nhưng đồng hồ chính nó vẫn chạy 5. Đấy, nó chạy hơn phút rồi. Được chưa? Nếu mà các bạn ấn này xong các bạn ấn reset, ấn nút start thì đồng hồ chính nó cũng sẽ dừng luôn. Đây 1 giây 05 này, 1 giây 07, thời điểm bạn nút start nó sẽ dừng luôn. Đó, bây giờ các bạn ấn reset để trả về không. Ok, đó là hai cái tính năng mà khi các bạn sử dụng để đo thời gian trên con đồng hồ này. Ok, trên đây là video hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc đồng hồ sport giá rẻ. Nếu mà còn gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới video nhé. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.